Hai, lời nói đầu tiên là cho em gửi lời chào với tất cả các anh chị nha. Để qua giờ là em ở bệnh viện với anh chị ơi. Bệnh quá trời, vợ em bị chấn thương nữa. Rồi em không có thời gian em lên video ha. Nay mới có thời gian em lên video, là em lên một bữa nay là em lên con GB20 hết mấy anh chị. Nói chung dòng này thì bán thì khỏi phải thử hết mấy anh chị. Máy này em bán là em bao nha. Đó, buôn bán thì dòng nào em bao thì em nói em bao. Dòng này em bán cho mấy anh chị là bao hơi, bao lửa nha, bao chạy nha. Máy mà đổ khói hay là chảy lên nhớt lên bọng thì một em đền một ha. Đó, vô thẳng vấn đề luôn cho dễ ha, ha mấy anh chị. Đó, còn chuyện mà trường hợp thì dòng này thì nó chỉ có hai trường hợp thôi mấy anh chị. Một là chạy ngon, hai là chạy không ngon thôi. Đó, chạy không ngon là phải ra nhớt, ra khói ha. Đó, còn lại nó không bao giờ có vấn đề gì chứ. Đó, nó chỉ mỗi cái bệnh đó thôi. Đó, nên em bán ở đây, giá em bán là giá máy không mù mấy anh chị. Đó, mấy anh chị nào mua thì thông cảm, ví dụ mà đừng bao giờ so sánh giá ở đây và ở chỗ khác ha. Đó, anh chị lưu ý chỗ đó ha. Thứ nhất là em bán máy này là máy không mù ha, máy chạy, bao chạy. Còn máy mù thì giá nó khác ha. Nhưng mà con này thì giá nó cực kỳ rẻ luôn anh chị ơi. Đó, máy chạy ngon lành nhưng giá thì cũng như giá máy mù thôi anh chị. Đó, vậy em công khai giá luôn nha anh chị. Con này là em bán 4.300.000 nha. Đó, là lên sẵn ổ khóa với bình xăng nha anh chị. Nội ổ khóa này với bình xăng hết, bà nó 300 rồi mấy anh chị. 300 mấy 400.000 bạc rồi. Đó, còn lại là còn cục máy. Tính ra nếu anh chị nào lấy cục máy không để mấy anh chị 3.900.000 nha. Đó, là trả ổ khóa với bình xăng lại cho em làm để mấy anh chị 3.900.000. Đó. Rồi, bây giờ em quay chi tiết cho mấy anh chị. Con này thì dàn áo quá đẹp mấy anh chị ơi. Đây, GB220. Con này là 7HP ha. 7HP khúc xéo tua trọng. Máy này thì sát 6 lòng 7 mấy anh chị. Đó, mấy anh chị nào mà không hiểu sát 6 lòng 7 thì sao, có nghĩa là máy này nền thì nền 6 nha. Nền chung với Mitsubishi mình bình thường. Đó, nhưng mà sát cái lực nó lực 7. Đó, nhưng mà được cái là bù vô thằng này nha mấy anh chị. Khác cái dòng GM221-220 là thằng này đuôi nó vẫn là đuôi 18, lộn đuôi 20 ha, chứ không phải đuôi 25. Đó, anh chị lưu ý chỗ này ha, đuôi nó vẫn là đuôi 20. Đó, còn mấy thằng kia sát 6 lòng 7 kia đuôi nó tặng đuôi 25 lần. Đó, mỗi anh chị làm kẹt đăng hay làm gì nó hơi khó khăn hơn chỗ đó. Còn này mình được cái đuôi 20 rất là tiện chỗ này. Đó, cái thứ hai là anh chị nhìn nè. Đấu gió chụp giật còn quá đẹp hay mấy anh chị. Tem bọng chưa một miếng chóc ha. Đó, còn siêu đẹp luôn. Tem bọng quá đẹp. À, áo gió áo bọng thì còn quá đẹp, quá keng luôn mấy anh chị ơi. Đó. Thùng này thùng composite loại đỏ nha mấy anh chị. Thùng này có hai loại ha, loại đỏ, loại đen. Loại đỏ mắc loại đen thì rẻ ha. Đó. Rồi, em quay qua đây. Lóc lác quá đẹp mấy anh chị ơi. Chân tư. Bên đây chân tư ha. Đó, chụp cò. Chụp cò hơi ốm góc bên đây hết mấy anh chị. Bên đây chân tư nè. Hơi ốm góc bên đây mã còn luôn nè. Loại 12. Bình xăng con thì còn khỏi phải nói luôn mấy anh chị ơi. Đây, mã số còn ha, mã bình xăng con vẫn còn. Bình này thì đẹp, keng. Tình trạng đẹp quá keng mấy anh chị. Đó. Quá đẹp quá trời keng luôn. Đấy. Rồi. Sao mấy anh chị? Con này thì lá gió, dễ gió thì còn quá đẹp luôn mấy anh chị. Nè. Quá trời keng luôn, mà tiếc cái là mặt lóc này anh chị. Lóc ở chỗ này nó không còn xuất sắc mấy anh chị. Đó, nó bị ốm một bên ha. Ốm lóc này kiểu bị ốm nước bắt nước mấy anh chị. Còn cái dòng GB20 này là keo zin nha mấy anh chị. Đó, mấy anh chị lưu ý chỗ này ha, chỗ này là keo zin chứ không phải là keo mà mở nắp ra ịn vô nha. Chứ thứ hai đời này là đời ốc trắng. Ốc trắng chỉ có một con đen ở đây thôi. Đó, tất cả đều trắng, luôn luôn có một con màu đen nằm ngay đây. Đó, mấy anh chị thấy không? Còn lá gió thì khỏi phải nói luôn. Máy này đâu chạy nhiều đâu. Chạy nhiều thì cũng nám lá gió vậy mấy anh chị. Còn nãy nám đây là do nám nước thôi. Bỏ thùng cách âm mà nó bị chỉ nó bình thường thôi. Đây. GB220 hết mấy anh chị. 7HP. Đó, còn đề thì em đề em đấu đề sẵn ở đây ha, anh chị nào không thích thì em thì bỏ lại cũng không sao. Đó, đề này thì em đề hai chạm hết anh chị. Đó, đây, quật qua đây. Qua đây đề, buông ra đây là quẩn chạy, vừa ở đây tắt. Mấy anh chị nào giật máy nha, để lưu ý nha. Thường thường mấy anh chị về để gì giật không bao giờ chạy nha, anh chị phải lắp qua một mắt này anh chị giật mới chạy ha. Đó, lưu ý chỗ đó giùm em. Tại sao nhiều anh chị nói về giật hoài không chạy, đề mới chạy giật không chạy? Nguyên nhân là ở đây. Đó, đây là tắt nè. Lật lên gì là anh chị giật mới chạy, mới có lửa nha. Còn anh chị dập gì đây, dập mát rồi. Rồi lật qua gì lên đây đề, đề xong buông ra tự trả ha. Trả nhịp hay anh chị tắt thì chị lắc gì đây. Đó, còn đây phá xăng. Dòng này thì cắt âm anh chị, chọc lóc thôi. Đó, nó không có gì hết trơn. Nên là phá xăng, ống xăng thì tự mình lên ha. Đó, em lên sẵn đây hết trơn. Còn anh chị nào mà không xài muốn lấy máy chọc nguyên bản á thì em để nguyên bản lại cho em. Đó, còn lại anh chị nào muốn bản sẵn thì em làm đầy đủ cho. Em bao với anh chị là anh em buôn bán thẳng thắn luôn ha. Thứ nhất, bao hơi, bao lửa, bao chạy với mấy anh chị. Thứ hai, đề sạc sống, không chết cái gì chân ha. Đã đấu sẵn hết chân với mấy anh chị luôn. Đề sạc sống thoải mái. Đó. Còn buôn bán thì dụ anh chị nói, ừ em ơi, em kiếm cho anh con máy mà không bao, máy chưa dọn, là em sẽ kiếm với mấy anh chị máy không bao chưa dọn về sống chết thì hên xui ha.
Còn máy này em bán ở đây là giá bao sống mấy anh chị, chứ không phải là bán theo trên mạng, mà bán thường ta bán là đưa ra cho mấy anh chị mua về sống chết thì bà ấy ha. Bao hơi bao lửa, ở đây hơi là em bao hơi bao lửa nha mấy anh chị. Nhưng mà không phải là bao hơi là lắc có hơi là được nha. Em bao hơi ở đây là cho mấy anh chị chạy không ra khói không ra nhớt, chứ không phải là lắc có hơi. Máy nào mà lắc không có hơi mấy anh chị, chỉ có gãy dơ lắc không có hơi thôi. Còn mà bao hơi mà lắc chỉ cần có hơi về chạy sao chạy thì chuyện đó còn nó quá trời phi lý á mấy anh chị ơi. Dạ em buôn bán này sao nó thẳng vậy đó. Máy em bán cho mấy anh chị là máy chạy về là mấy anh chị phải sử dụng được. Còn bán mà về cho mấy anh chị không sử dụng được thì em không bao giờ em bán. Thật ra luôn, thẳng cái gì luôn. Còn ví dụ máy nào chết thì em sẽ nói chết, còn máy nào sống em nói sống. Đó. Rồi, em cảm ơn mấy anh chị ha. Chúc mấy anh chị một ngày mới tốt lành nha.